Với một đối thủ mạnh như vậy, chắc chắn phố nối chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc đua này. Cho dù phố nối hay Quảng Ngãi có chiến thắng, đó cũng là điều rất đáng mừng, là cơ hội để chúng tôi học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển. Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là chúng tôi cùng nhau động viên, tổng sân chơi, thi đấu giúp cho hệ thống đội ngũ đại lý sớm trở thành MDT. Đó là GA Phố Nối và GA Quảng Ngãi cặp đấu cân tài cân sức trong khuôn khổ cuộc thi Quý Ông Tranh Tài. Tất cả hướng về mục tiêu đạt chỉ tiêu MDRT trong quý 3 này. Mặc dù Quảng Ngãi là một đối thủ rất mạnh, tuy nhiên Phố Nối chúng tôi sẽ tự tin chiến thắng 100% trong trận này dưới sự lãnh đạo tài tình của thuyền trưởng Nguyễn Quốc Đạt cùng đội ngũ nhân viên hỗ trợ trẻ nhiệt huyết. Chưa bao giờ khát khao để trở thành một MDRT trong tôi lớn đến như vậy. Tôi quyết tâm chinh phục mục tiêu MDRT, mình quyết tâm sẽ hoàn thiện MDRT. Chắc chắn các đồng nghiệp tại GA Phố Nối cũng đang nỗ lực hướng về danh hiệu MDRT, nhưng Quảng Ngãi cũng đang bước từng bước chắc và mạnh mẽ về đích trong cuộc đua này. Anh Phan Thắng đã luôn xây dựng một nền tảng văn hóa của lòng biết ơn, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau hướng về mục tiêu chung. Nghĩ mong muốn tất cả các anh chị hãy đạt mục tiêu MDRT, hãy phấn đấu và hành động để trở thành thành viên MDRT năm 2021. Tôi tin chắc chắn rằng lực lượng đội ngũ sẽ bứt phá mạnh mẽ trở thành MDRT. Chắc chắn chúng tôi sẽ thắng cuộc đua. Quá căng, quá nóng, đó là GA Phố Nối và GA Quảng Ngãi, văn phòng nào sẽ về đích nhanh chóng? Cùng chờ xem nhé!